Dạ, Hiếu xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Hai chính đi hái xe ghi. Mấy bữa trước thì cũng có hái, chắc cũng gần ký xe ghi á. Ông bà cô chú anh chị nhớ cái cây xe ghi Khánh Tầm hôm trước không? Nó có trái rồi, mà nó ra cũng nhiều nhiều. Vậy hai bữa trước Khánh có hái rồi đó. Bữa nay Khánh xuống hái nữa nè. Sao ghi chua đợt lâu rồi trồng á. Dừa. Ông bà có trên gì coi nè, dừa. Đằng kia cây đằng kia là dừa chùm, dừa si, dừa chùm. Nó ra trái thì cũng uống được rồi. Còn cây này dừa xiêm. Mà này chắc chưa uống được, này còn non. Trái nó cũng còn nhỏ chứ không có chưa bự không. Để lên bàn tay Khánh là nó ba lớn vậy nè. Cũng còn nhỏ. Đó, giờ mình đi hái seri. Bờ bên đó đó, cây seri rồi mình bờ bên đó một cây cầu nó bị gãy rồi. Gãy rồi. Lâu lắm mình không có đi xúc. Nhìn cái dũng rau muống này là biết có con gì dưới đây. Cá lóc. Rồi giờ mình đi hướng bên kia đi, đi vòng qua. Cây này nè, nó chị trái luôn. Khánh có đem theo cái túi mũ. Bữa nay đi cái quên đem theo cái nón đội luôn rồi. Ông bà cô chú anh chị nhớ cây seri này không? Khánh trồng đợt có Khánh trồng 4 cây mà ăn giờ nó còn có 3 cây à. Này một cây nè, hai cây nè, ba cây nè, 4 cây mà ăn giờ nó còn có 3 cây thôi. Rồi nhìn xanh lè xanh lét vậy ha, mình lại gần nè, quá trời tái luôn. Yeah, cây ghi này là cây ghi chua, là cái giống hồi sữa xưa đem. Anh nhớ hồi xưa mới còn sơ ghi chua chứ giờ toàn sơ ghi ngọt không à. Nó chín nó rụng quá trời dưới đất luôn nè. Em mời cô chú thấy không? Nè. Chín nó rụng đỏ đất luôn. Có một cây một ra tái à. Trái nè, nhóc luôn. Nè. Khánh thích nhất là cái sơ ghi này nè. Mà về cái mình nấu nước trái cây á. Mình nấu với đường với khóm á. Ồ, quá trời luôn. Quá trời, rụng dưới đất quá trời luôn. Ôi, ủng quá chừng luôn. Ý là Khánh hái cách đây 2 ngày trước Khánh có hái rồi á. Đó, ôi quá chừng luôn. Nha. Khánh không ngờ là hái nó được nhiều vậy luôn á. Cây bên đây cũng có tái luôn rồi nè. Nhưng cây bên đây cũng có tái luôn rồi. Nhìn ông bà cô chú anh chị coi. Quá trời luôn. Xe ghi mà hái một cái là mỏi tay. Nhớ hồi đó học lớp 5, lớp 6 cái ở gần nhà Khánh có anh bà con, anh kia kìa, anh chị đó, bà con cũng bà con cũng ở gần, trồng nguyên vườn seri 2-3 công đất vậy đó, rồi là mướn người á vô hái trái. Quên đem nón mà trời nắng quá. Bây giờ Khánh phải núp ở phía sau cái ánh nắng, hái trước, hái khúc này trước rồi cái một chút nữa thì đỡ đỡ nắng rồi cái vòng qua bên kia hái. Khánh nhớ hồi đó là Khánh hai anh chị đó mướn người hái, mướn mấy người vòng vòng đó hái seri. Rồi cái Khánh cũng chạy theo Khánh hái, Khánh kiếm tiền Khánh đi học á. Một ký vậy là 500 đồng. Một ký seri là hái mướn tiền công thuê hái là 500 đồng. Mà hái cây seri nó cũng cỡ cỡ này nè. Để lên vậy nè. Mà hái lâu lắm mới được ký. Ai nhanh tay lắm mới được ký. Tại vì hồi nhỏ mà còn đi học mà hái nhiều nhất cũng chắc cũng được 10 ký á. Được 5.000. Ở trời seri luôn ạ. Hồi đó là lãi lãi luôn, lấy cái tay lãi lãi vậy nè. Cứ lãi liên tục. Mà lâu lắm mới được ký, tại vì
nhất là ăn chùm 4-5 trái giống vậy nè là dễ hái lắm. Nhìn hấp dẫn. Hái sa ghi mà đi không có đúng giờ, thành ra là nắng quá trời nắng luôn. Nắng chang chang à, chỗ đó nó không có bị án cái cây gì hết á. Rồi Khánh kiếm tính đi vô nhà kiếm cái nón đội, đi vô chòi á. Cái thấy cây mận nào quá trời trái luôn. Hôm nay lại ra mấy đợt rồi á. Ông ngoài cô chú coi nè, nó quá trời trái luôn nè. Trái ghê không? Đó. Quá chừng luôn nè. Thích à? Có hai trái bự bên kia chắc ăn được à. Để Khánh hái thử đây. Không biết là có sâu có dồi gì không. Nè, hai trái có sâu, có sâu là ngọt nha. Bốn cây, đợi có Khánh tầm bốn cây và bốn cây vẫn còn im nguyên. Khánh lâu lâu Khánh xuống cái Khánh quay cho ông bà cô chú coi một chút xíu để thấy mấy cái cây á, nó lớn á, nó có thay đổi á. Đây nè, đây nó bự rồi. Đây có con trái nè, trái này chắc cũng là có mấy trái chín chín nè. Dưới đây cũng có nè. Rồi đi vô lấy cái nón ra đợi. Khánh xin mời cô chú anh chị ăn mận thử. Có dồi. Mà ngọt nha. Ngọt. Ăn cái chỗ nào không có dồi. Ngọt ngay à. Hồi cái đợt nước mặn mới năm nay nè, cái nước mặn cũng nhiều lắm. Cái ba chú sim á, nó bị háp hết trơn luôn. Rồi giờ Khánh quay cho ông bà cô chú anh chị coi mãng cầu. Mãng cầu bữa Khánh tầm mà nó chỗ này á, nó hơi thấp thấp nè. Mà nó cũng khúc này nó không có tốt bằng khúc trước. Khúc ở trên kia nó tốt hơn. Khúc này trở lên mãng cầu nó tốt. Chắc chừng vài tháng nữa là có trái rồi đó. Mãng cầu nó nhanh có trái đó, khoảng 1 năm à. Khúc này là nó cao, nó bự luôn. Xanh lét à. Ông bà cô chú anh chị nhớ hồi đó Khánh đi mua cây sa kê không ta? Cây sa kê cặn á. Có hình như 70 ngàn vậy. Nay nó ra hai trái nè. Nay nó có hai trái luôn. Nó quay cho ông bà cô chú anh chị coi nè. Ở đây một trái, ở đó một trái, hai trái. Thấy cái mảng cầu xanh lè. Hồi nãy là có một tay thôi, một tay thì cầm điện thoại, một tay thì hái seri, thành ra là không có hái nhanh được. Bây giờ Khánh sẽ hái seri nhanh giống như hồi đó đi hái seri mướn cho ông bà cô chú anh chị coi. Không biết là tay nghề có còn giống như hồi đó hay không. Hồi đó hái nhưng mà chủ, cái anh chủ á, ảnh cũng dặn mình á là đừng có làm cho mấy cái trái non nó rụng á. Thành ra là mình hái mình cũng kỹ, mình sợ mấy cái trái non của người ta nó rụng. Còn giờ thì mình hái mình sợ cái trái non của mình nó rụng.
chín quá mình hái nó cũng bị rụng nữa, nó động động cái nó rụng. Hái đi hái xe ghi vậy nè, chứ Khánh nhớ rồi, hồi đó là phải mặc quần áo là phải hai lớp, một lớp trong lớp ngoài, tại vì xe ri nó có lông, cái trên cái lá xe ri nó có lông, mình hái một hồi về cái mình mẩy mình nó ngứa lắm, mình phải bận hai lớp về đi cho nó đỡ ngứa. Chứ sợ nhất là có mấy con ốc sên á, buổi sáng sớm á khoảng 6 giờ á cái nó bò ra, mình đi hái xe ri cái nó bò ra nó cũng đi ăn xe ri luôn. Cái mình hái xe ghi cái là mình phải mình bóp trúng nó, nó mềm mềm nó thấy ghê lắm. Mới đây mà hái chứ chưa được ký, nhiêu đây chưa được ký. Hồi nhỏ đặc biệt là rất là thích ăn mấy cái trái mà eo ụt giống vậy nè, thích ăn nhất là ăn mấy trái eo ụt giống vậy nè, nó nhìn nó eo ụt lắm nhưng mà nó ngọt mà nó dẻo dẻo. Bữa hổm á lúc mà nó ra ấp sắt nó ra có một hai trái cái mừng, mà nay nó ra nhiều quá thấy gầu rồi đó, tại vì hái ngán hái nó nhiều quá cái ngán. Hái lâu quá, hái nó lâu lắc dữ lắm cái ghi mà. Ông bà cô chú anh chị coi nè, nãy giờ Khánh hái nhiêu đây là được 1 ký rồi đó, 1 ký hơn rồi đó, có một cây thôi. Nhưng mà cái cây này thì khoảng chừng 2 ngày nữa mình quay lại mình hái nữa là có nữa rồi. Thật ra mình hái một lần Khánh nhớ khoảng chừng nửa tháng vậy đó, một cây á, một mùa da trái của nó mình hái liên tục khoảng nửa tháng. Nhớ hồi đó là đi hái xe ghi là cứ ngày nào cũng ra cũng có xe ghi chín trơn á, ngày nào cũng có hái á, tại vì nó nhanh chín dữ lắm. Giờ cái này Khánh đem về cho mẹ nè, cho tụi nó, cho mấy đứa em, Khánh đứa nào có ăn thì ăn, còn không ăn thì mua khóm á về cái cho tụi nó nấu nước uống. Nó thơm mà nó xe ghi này là loại xe ghi chua truyền thống hồi xưa hồi sữa đó, chứ không phải là xe ghi ngọt cái đời mới giờ đó. Rồi Khánh về.